ngày 23 tháng 11 năm 2020, bà Janet Lewis Jalen được Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Joe Biden chọn cho vị trí Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ và bà đã được Thượng viện xác nhận vào ngày 25 tháng Giêng 2021 với 84 phiếu thuận và 15 phiếu chống. Và ngày 26 tháng Giêng năm 2021, bà Janet Jalen tuyên thệ nhậm chức Bộ trưởng Ngân khố thứ 78 của Hoa Kỳ. Là một nhà kinh tế được đào tạo, bà đã nhậm chức sau gần 50 năm trong lĩnh vực học thuật và phục vụ cho công chúng. Bà Jalen là người Do Thái, cũng là người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Hoa Kỳ đã lãnh đạo Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tòa Bạch Ốc, Cục Dự trữ Liên bang và Bộ Ngân khố. Bà Jalen sinh ngày 13 tháng 8 năm 1946 tại Brooklyn, New York. Mẹ bà là Anna Ruth, là một giáo viên tiểu học trong khi cha của bà là Julius điều trị bệnh nhân tại ngôi nhà của gia đình. Bà tốt nghiệp trường trung học tại Fort Hamilton, Bay Ridge, Brooklyn. Bà tốt nghiệp với danh hiệu summa cum laude, một danh hiệu cao nhất tại Đại học Brown về ngành kinh tế học trong năm 1967 và nhận bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Yale năm 1971 là trợ lý giáo sư tại Đại học Harvard từ năm 1971 đến năm 1976, khi bà bắt đầu làm việc tại Cục Dự trữ Liên bang. Bà Jalen sau đó còn trên cương vị Chủ tịch của Hiệp hội Kinh tế Quốc tế miền Tây, Phó Chủ tịch của Hiệp hội Kinh tế Mỹ, thành viên của Tổng công ty Yale. Bà kết hôn với George Arkeloff, một giáo sư danh dự tại Đại học California, Berkeley, người từng đoạt giải Nobel Kinh tế học. Con trai của bà là Robert Arkalov, cũng trở thành một giáo sư kinh tế tại Đại học Warwick. Bà là một nhà kinh tế trong Hội đồng Dự trữ Liên bang của Thống đốc trong giai đoạn năm 1977 đến năm 1978. Năm 1980 thì bà Yellen gia nhập giảng viên của Đại học California tại Berkeley, nơi bà trở thành giáo sư kinh doanh và là giáo sư kinh tế của Eugene E. và Catherine M. Trafferton. Hai lần, bà Yellen đã được trao tặng giải thưởng giảng dạy xuất sắc của trường Haas. Học bổng của Bộ trưởng Yellen đã tập trung vào một loạt các vấn đề liên quan đến lao động và nghiên cứu những vấn đề bao trùm toàn bộ về kinh tế như sản lượng quốc gia, tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp, lạm phát, tổng khối lượng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nước, các chính sách kinh tế quốc gia, thương mại quốc tế, vân vân. Công việc của bà về khả năng mức lương với chồng bà đã nghiên cứu lý do tại sao các công ty thường chọn trả tiền nhiều hơn mức lương tối thiểu cần thiết để thuê nhân viên. Họ thấy rằng những doanh nghiệp này thường đưa ra một quyết định khôn khéo. Các công ty đưa ra mức lương và điều kiện làm việc tốt hơn, có xu hướng được thưởng với tinh thần cao hơn, giảm doanh thu và năng suất cao hơn. Năm 1994, Tổng thống Bill Clinton, khi đó bổ nhiệm tiến sĩ Yellen đến Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang. Ba năm sau, ông bổ nhiệm bà là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tòa Bạch Ốc từ ngày 13 tháng 2 năm 1997 đến năm 1999. Đến năm 2004, Bộ trưởng Giao Linh bắt đầu nhiệm kỳ thứ ba tại Cục Dự trữ Liên bang. Lần này là Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang San Francisco. Từ công việc đó, bà phát hiện ra một xu hướng kinh tế đáng lo ngại. Tình trạng giá trị nhà đất tăng nhanh vào năm 2008. Bộ trưởng Giao Linh đã giúp chế ngự cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế. Đáng chú ý là bà đã giám sát một chương trình bán trái phiếu kho bạc để thế chấp trái phiếu mà Liên bang đã mua để kích thích nền kinh tế. Nhiệm kỳ của bà cũng được ghi nhận vì tăng trưởng việc làm và tiền lương. Cả hai đều xảy ra trong khi bà duy trì mức lãi suất thấp. Tổng thống Barack Obama đã bổ nhiệm cho bà làm phó chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang trước khi đề cử bà kế nhiệm chủ tịch liên bang với tư cách là giám đốc ngân hàng trung ương hàng đầu của quốc gia. Có một số tranh cãi chung quanh đề cử của bà chủ yếu là do nhiều đảng viên đảng Cộng Hòa tin rằng bà quá chú trọng về việc giảm tỷ lệ thất nghiệp và không đủ kiểm soát lạm phát. Tuy nhiên, vào tháng Giêng năm 2014, bà đã được Thượng viện Hoa Kỳ xác nhận bằng một cuộc bỏ phiếu 56 thuận và 26 phiếu chống. Mức xác nhận nhỏ nhất của một người đứng đầu hệ thống dự trữ liên bang trong lịch sử. Nhiệm kỳ 4 năm của bà bắt đầu vào ngày 3 tháng 2 năm 2014. Bộ trưởng Yellen đã giữ chức chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang từ năm 2014 đến năm 2018. Trong một bài phát biểu, Tổng thống Joe Biden nói, bà Yellen đã dành sự nghiệp của mình để tập trung vào vấn đề thất nghiệp và phẩm giá của công việc. Bà hiểu ý nghĩa của mọi người và cộng đồng của mình khi có công việc tốt. Trước khi phục vụ tại Bộ Ngân Khố thì Bộ trưởng Yellen là nghiên cứu sinh xuất sắc về cư trú với chương trình nghiên cứu kinh tế tại Viện Brookings. Trong giai đoạn 2020 đến năm 2021, bà giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Kinh tế Hoa Kỳ. Bà là thành viên của Viện Hàng Lâm Khoa học và Nghệ thuật Hoa Kỳ và đồng thời là Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Bà cũng là thành viên sáng lập của Hội đồng Lãnh đạo Khí hậu. Bộ trưởng Yellen đã phục vụ cho các ban cố vấn của diễn đàn kinh tế mới Bloomberg, Ủy ban ngân sách liên bang có trách nhiệm và liên minh khắc phục nợ, cùng Ủy ban hướng dẫn cân bằng phát triển của trung tâm Washington. Bà được bầu vào tổng công ty Yale với tư cách là cựu sinh viên năm 2000, phục vụ cho đến năm 2006. Tiến sĩ Yellen đã nhận được các bằng tiến sĩ danh dự từ cao đẳng Bard, Brown, trường kinh tế London, Đại học New York, Đại học Baltimore, Đại học Michigan, Đại học Warwick và Đại học Yale. Từ đó, bà cũng nhận được huân chương chữ thập Wilbur cho những thành tích xuất sắc trong học bổng, giảng dạy, quản trị đại học đường và phục vụ công chúng. Chúng ta cần biết sơ qua về Bộ Ngân khố Hoa Kỳ để duy trì nền kinh tế vững mạnh, đồng thời tạo ra các cơ hội việc làm và kinh tế bằng cách thúc đẩy các điều kiện cho phép ổn định và tăng trưởng kinh tế ở trong và ngoài nước, tăng cường an ninh quốc gia bằng việc đấu tranh chống lại các mối đe dọa và bảo vệ sự toàn vẹn của hệ thống tài chính và điều hành có hiệu quả tài chính cùng tài nguyên của chính phủ Hoa Kỳ. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ là một cơ quan hành pháp chịu trách nhiệm thúc đẩy sự thịnh vượng kinh tế và bảo đảm an ninh tài chính của Hoa Kỳ. Bộ chịu trách nhiệm cho một loạt các hoạt động như cố vấn cho tổng thống về các vấn đề tài chính và kinh tế, khuyến khích tăng trưởng nền kinh tế bền vững và bồi dưỡng việc quản trị cải tiến trong các tổ chức tài chính. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ điều động và duy trì các hệ thống có tính chất quyết định đối với các cơ sở hạ tầng tài chính của quốc gia như sản xuất tiền kim loại và tiền giấy, giải ngân thanh toán cho công chúng Mỹ thu thuế và vay các ngân khoản cần thiết để vận hành chính phủ liên bang. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ hợp tác với các cơ quan khác của liên bang, các chính phủ ở nước ngoài và các tổ chức chính quốc tế để khuyến khích tăng trưởng nền kinh tế toàn cầu, nâng cao mức sống và trong phạm vi có thể dự đoán và ngăn ngừa các cuộc khủng hoảng tài chính và kinh tế. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ cũng đóng một vai trò và có một ảnh hưởng sâu rộng trong việc tăng cường an ninh quốc gia bằng việc áp dụng các biện pháp trừng phạt kinh tế chống lại các mối đe dọa của nước ngoài đối với hoa kỳ nhận biết và xác định nâng cao các biện pháp an toàn hỗ trợ cho hệ thống tài chính và các mối đe dọa an ninh quốc gia